Xin chào anh chị em đang xem kênh YouTube của Hiếu Hiền.vn. Ứng dụng Play TV đã không còn quá xa lạ với mọi người nếu như anh chị nào thường xem truyền hình, xem game show hay là xem trực tiếp bóng đá. Tuy nhiên là thời gian trước, ứng dụng Play TV đã bị khóa những cái server. Hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người một cái bản nâng cấp mới của ứng dụng này. Một ứng dụng cũng có thể xem được truyền hình miễn phí, xem những game show nổi tiếng và xem được trực tiếp các giải đấu bóng đá. Đó là ứng dụng GoTV. Giao diện cũng hoàn toàn khác luôn. Ở góc bên trái này thì anh chị sẽ để ý được là mình có thể cập nhật được nhiệt độ hay là địa điểm, thời gian, thời tiết nó như thế nào. Ở đây là sẽ có một cái dòng chào của ứng dụng GoTV. Bên đây là có cập nhật ngày giờ thứ tháng và cái giờ ở đây thì một khi mà mọi người cập nhật với lại internet thì nó sẽ hiện ra cái giờ đúng nha. Phần bên dưới này thì anh chị sẽ thấy được cái giao diện của nó khá là bắt mắt. Ở đây thì sẽ thể hiện những cái danh mục về xem truyền hình nè, nghe đài, xem TV show, xem hài và đặc biệt là có một cái tính năng xem trực tiếp bóng đá mà được rất là nhiều anh chị tìm kiếm. Kế bên thì mình sẽ có là tính năng xem phim, xem hoạt hình hay xem YouTube. Và bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm đầu tiên là cái tính năng xem truyền hình trên ứng dụng GoTV. Cái chiếc box hôm nay em dùng để trải nghiệm là Vivox V1 Pro. Đối với tính năng xem truyền hình thì gần như là cái ứng dụng này hỗ trợ chạy tốt trên các thiết bị Android TV Box. Ở trong phần giao diện về tính năng xem truyền hình thì mọi người thấy góc bên tay trái là nó sẽ nhóm ra những cái kênh truyền hình theo từng nhóm, như là nhóm kênh nổi bật hay là nhóm kênh của VTV, nhóm kênh chuyên về thể thao, nhóm kênh VTC, vân vân. Thì cái nhóm kênh nổi bật ở bên đây thì mình sẽ có những cái kênh để xem truyền hình hay là xem thể thao trong nước và quốc tế nè. Ở đây chúng ta có tổng cộng là khoảng 30 mấy, gần 40 kênh. Bây giờ để em thử một cái kênh để xem phim của Fox Movie. Như anh chị có thể thấy thì cái tốc độ load của nó khá là ổn định. Hay mình sẽ thử một cái kênh Fox Live. Đây là kênh của ASN, kênh phim nổi tiếng luôn. Như mọi người đã thấy thì ở thời điểm hiện tại khi mà em thực hiện cái video review này thì cái tốc độ tải trang của nó khá là ổn định và khi mà mình vào nó cũng load nhanh hơn so với cái ứng dụng Play TV trước đây. Nếu anh chị nào mà thích chuyên xem thể thao hơn thì chúng ta sẽ có những cái kênh được nhóm riêng như thế này và ở đây nó chỉ chuyên chiếu những cái chương trình thể thao hay là những giải đấu thôi. Ở bên đây thì chúng ta sẽ có nhóm kênh của VTV. VTV nó đã có một cái ứng dụng riêng và cập nhật rất là nhiều cái kênh truyền hình chuyên của VTV, đó là VTV Go. Và em đã có một bài review về ứng dụng này ở video trước. Còn ở đây thì chúng ta cũng sẽ cập nhật những cái kênh truyền hình từ VTV 1 đến VTV 9 trong cái ứng dụng GoTV. Trong đây chúng ta sẽ xem được những kênh HD của VTV 1, VTV 3, VTV 6 và VTV 7. Mọi người đã thấy thì chất lượng của VTV HD cũng khá là ổn và tốc độ tải trang của nó cũng nhanh nữa. Thì ra là vui. Để lưu sử thật sự cũng giống như tiểu nhân dân yêu sơn giết người. Tiểu nhân nghe thư đại nhân trước khi chết, chính miệng gọi danh tính của tên hung thủ chính là Thạch Thanh Hồng. Khốn kiếp, lấy ngựa máu phun người. Cũng cùng trong cái tính năng xem truyền hình trên ứng dụng là GoTV thì chúng ta sẽ có cái nhóm kênh là VTV Cup. Ở trong đây thì chúng ta sẽ tập hợp lại những cái nhóm kênh của CCTV cũng như là VTV Cup. Thôi, giờ mở hạt lên trên nha, không có gì nữa ngon. Hấp dẫn quá luôn. Và tiếp theo thì em sẽ đi nhanh qua trong cái tính năng xem truyền hình này với cái nhóm kênh của VTC. Đợt vừa rồi ASEAN thì mọi người cũng thấy là VTC6 đã chiếu được ASEAN. Trong thần thoại, thần chết là một ông chủ tàn nhẫn. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái nhóm kênh của HTV và HTVC ở bên dưới này luôn. Đây, ở đây thì anh chị có thể thấy là HTV2 chất lượng HD, kênh giải trí tổng hợp hay là dành cho thiếu nhi thì có HTV3, HTV7, HTV9.
Đây là nhóm kênh tin tức thì ở trong đây sẽ có những cái kênh truyền hình mà có lẽ là những cô chú lớn tuổi rất là thích, có tin tức về quốc phòng Việt Nam là kênh truyền hình Quốc hội, hay là tin tức nhân dân, hay là ở đây chúng ta sẽ có cái nhóm kênh truyền hình địa phương, kênh truyền hình Vĩnh Long 1, Vĩnh Long 2 với những cái game show rất là nổi tiếng trong thời gian vừa qua. Còn bên dưới này thì chúng ta sẽ có những cái kênh truyền hình của từng cái tỉnh thành trong cả nước, nhóm kênh của Long An, Đồng Tháp, Bình Phước 1, Bình Phước 2 nè, và mình sẽ vào trong một cái nhóm kênh truyền hình Vĩnh Long. Anh mê quá, anh say mê và anh nhiệt huyết mà khi mà anh làm những cái động tác ở trên sân khấu, nghe cảm giác giống như là anh sống chết ở trời đó, nghĩ sao làm cho trọn vẹn được cái tiết mục của mình. Bạn không thể phạm phải sai lầm như vậy nữa. Tôi cô không quan tâm bà, nhưng bà cũng nhất định chúc phúc cô. Và đó là tính năng xem truyền hình ở trên chiếc Android TV Box Vbox V1 Pro. Cảm ơn mọi người đã xem. Còn nếu anh chị muốn xem trải nghiệm chi tiết hơn về những cái tính năng có trong đây, ví dụ như là xem TV show, hài, sitcom, hay là xem phim, cũng như là xem trực tiếp bóng đá, thì xin mời xem tiếp ở video tiếp theo nhé.